UBND TP Vũng Tàu phối hợp với lực lượng công an, các phòng ban và UBND xã Long Sơn thực hiện cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép mà trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện trên địa bàn xã Long Sơn thuộc thành phố Vũng Tàu có 90 công trình lớn nhỏ xây dựng trái phép, đặc biệt có những công trình xây dựng với quy mô lớn tồn tại nhiều năm như khu du lịch sinh thái Du Sơn mà trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh. Sau khi chương trình được phát sóng, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cùng các sở ban ngành đã đi ghi nhận thực tế và lên phương án cưỡng chế với các trường hợp xây dựng trái phép này. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ bắt đầu từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12. Trong giai đoạn này sẽ có 25 công trình bị cưỡng chế và giai đoạn 2 sẽ thực hiện tiếp trong quý 1 năm 2021 với tất cả những trường hợp còn lại. Phố là chúng tôi là sẽ xử lý, quyết tâm xử lý và xử lý quyết liệt, xử lý dứt điểm, triệt để các cái trường hợp vi phạm xây dựng bên địa bàn xã Long Sơn nói riêng cũng như là địa bàn thành phố Vũng Tàu nói chung, để chấn chỉnh lại cái kỷ cương đối với các cái đơn vị vi phạm này. Tôi một mặt xử lý nghiêm các công trình vi phạm, một mặt thì chúng tôi giao cho phòng nội vụ của thành phố là tổ chức thanh tra công vụ, kiểm tra lại nếu có những cái trường hợp nào cán bộ trong cái thời kỳ để ra xảy ra cái vi phạm đó thì chúng tôi sẽ xem xét cái hình thức xử lý nó phù hợp. Song song với việc lập các kế hoạch cưỡng chế, phê duyệt các phương án tháo dỡ, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm để tránh thiệt hại về tài sản. Đồng thời chính quyền thành phố phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn xử lý vi phạm của các nhà thầu của dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam thông qua các hợp đồng kinh tế đã ký kết.